gì không? Có sao hả? Anh Kiên không? Cái cò chắc chắn nó bay lở bay la rồi. Em bay từ đâu nhỉ? Thì mua lại con ta đi. Ủa đâu cần, ta đọc nghe rồi nghe không? Dạ nghe. Quên rồi. Nhưng mà cái em... cò bay. Các em có muốn mua ô nào của bên đây không? Không ạ. Không. Em muốn mua ô này. Vậy thì bây giờ anh sẽ mở, anh sẽ mở lượt bán tiếp theo. Nãy anh mời bên em mua trước rồi. Chắc em mua một ô thôi không ạ? Chỉ mua một thì bây giờ anh sẽ mời bên em mua trước. Rồi B3, B4 với lại A4 đi. Với một cái A gì đó đi. A4 kìa. A4. Trời đất ơi anh ơi. Bán được. B3, B4, A4. Nãy mình lại là kinh doanh. Bây giờ mình chỉ cần cái này thôi này. Đúng. Mà bên kia mua mất tiêu rồi. Mua đi. Mình nên mua cái này nè. Mua lại bên kia nha. Mình còn tiền để mua không ta? Còn. B4 anh ơi. B4 đi. B4. Không bán. Bán đi. Trời ơi, gì kỳ vậy? Bán. Ngang ngược thiệt chứ. Tôi xin mua lại ô B4 với giá 10 triệu. Một cái đúng không? Ủa chưa mở hả? Ủa chưa mở nè. Rồi, mở ô chữ. Mua chưa mở luôn á. Đó. Titi bán đi em. Để không làm gì mình cũng biết rồi đúng không? Bán đi. B4 đúng không? Nhiều. Bán 10 triệu. Thôi 3 triệu thôi anh ơi, 3 triệu thôi. Nãy người ta bán đúng rẻ luôn. Rồi, bán 7 triệu được không? 3 triệu thôi. Người ta bán, rẻ quá trời rẻ rồi. Bây giờ em chỉ mua 3 triệu là không bán thôi. Không bán thôi, không chơi nữa. Đi chơi một mình luôn anh. Sử dụng mỹ nhân kế đi em. Mình bớt phải ok 6 triệu. Ủa gì kỳ vậy? Cứ một lần up 3 như vậy là 1 triệu đó. Anh up 3 đi. Anh up 3 ảnh một cái đi. Ảnh giảm giá cho. Rồi ông tăng lên 10 triệu đó. Bây giờ mình muốn mua nhiêu? Giờ em muốn mua nhiêu? Còn 5 triệu. 5 triệu. Ok 5 triệu. 5 triệu. Bán. B4. B4. Trời cái con này nó tìm chỗ bay lạ thật. Bay từ đâu đi ta? Này nó chứ mình có mua lại bên kia cái thì để bên kia mua hoài thôi được đúng không? Đúng rồi, mua đi anh. Em bán cho nè, bây giờ bên em có 3 chữ nè, anh mua không? Dạ anh mua. Mua chữ gì? Mua A6. Ủa khoan. Đúng không? Mua A6 kìa, anh mua A6 rồi. Ok. A6 đi. Không được. Không, bây giờ mình bảo là mình mua một ô miễn phí đi. Đúng rồi. Dùng luôn. Giờ bán lên. Tên thằng. Dùng quyền. Mua ô miễn phí. Bên kia im lặng. Trời ơi, đừng có bàn nữa. Bên này người ta mua rồi nè. B7 nhá. Không còn. B7 nó bay đi đâu rồi trời. B7 nha. B7, B8. Ờ. Ok. B7 nhá. Em lại tin anh một lần nữa. Nãy giờ anh với em tin nhau toàn thất bại không ạ? B7. Mở. Mình sống nhờ lòng tin mà anh. Im lặng nha. Đó. Trời sao? Ơi. Mua không? B7. Thánh. Mua đi. Em mua. Nãy giờ người ta mua của mình nhiều rồi, mua lại đáp lễ anh tăng cái chứ. 10 triệu được không? 10 triệu ok. Tại vì từ này quan trọng. Trời đó là 10 triệu. Yeah, 10 triệu nha. Nhiều. 10 triệu. Ý người ta đá gì là để giảm giá. Giảm rồi đó. 9 triệu. Ok. Bán luôn. 9 triệu. 9 triệu. Bán. Trời ơi, thấy chưa? Nói rồi. Anh phải bán lại chứ. Hồi nãy đã đọc ra rồi. Ủa, nhưng mà bên kia cũng chưa đoán được là sao ta? Tức là em chỉ hai cái này thôi. Hai cái này thôi đúng không? Còn cái này hình như là mình nghĩ mình đúng rồi đó. Cái cò bay dọc sơn la. Mình có quyền ra đỉnh miễn phí. Giờ mình đã đến đây rồi, mình tiền của mình là anh Nghĩa cho mà. Mua ô. Quyền mua ô chữ. Mở ô chữ miễn phí. Ô số mấy? Em mở ô A3. A3. Mở. Xin mời quý vị. Ủa bên kia chắc là từ bay luôn. Chắc chắn là cái gì bay là bay la. Không. Bay dọc sân la đó. Em nghĩ là kìa bên kia chuẩn bị lên gõ rồi thôi đừng mua nữa. Sao bên này có lên đánh chi được không? Cái câu này ra trơn rồi chưa đánh chi nữa hả? Bây giờ thử đi. Anh tin em. Anh tin em. Câu này nghe quen quen quá anh ơi. 2, 3. Đánh. Tinh tiền. 2 triệu. Nghe nha. Ok. Chết rồi cái chữ này em không nhớ nha, thật. Nghe một lần thôi nha. Con cái đúng rồi. Cái cái cò bay bổng. Bay la. Xa. Bay. Bay la. Bay la. Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ chốt. Chốt luôn nha. Chốt. Chốt. Nhìn mặt ô xét bên kia kìa. Đúng rồi đó, bên đó chắc đúng rồi đó. Cực kỳ thuyết phục đúng không anh? Đó thì là nó bán. Chính xác. Yeah.
cái cò, bay bổng, bay la, bay từ cửa miếu, bay ra cánh đồng. 20 triệu cho đội tin đi. Mình đang tin em nhé. Okay. Thật ra hồi nãy cái câu mà set tập ban đầu là đúng chứ mày sai. Đúng rồi. Đó, bay từ cửa phủ cửa cũng đúng phủ. Luôn. Hoặc là cái cò bay lả bay la là đúng, đúng luôn. Cửa phủ. Hoặc là cánh cò nữa, cánh cò bay lả bay la. Hoặc là con cò bay lả bay la. Con cò bay lả bay la. Nó rất là nhiều cái gì bạn luôn á. Cái lúc mà cái cửa miếu á là đáng lẽ là bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng, nhưng mà tự nhiên lên cái thành cái miếu, cái tự nhiên em bị hoang mang luôn đó. Đó là những gì bạn đó em. Dạ. Và ngay cả cái bay bổng mình nghe cũng rất là lạ tai. Đúng, đúng, đúng rồi. Tại vì bay lả bay la nghe nó thuận tai hơn và nó có vần hơn. Dạ. Nhưng mà đây là những gì bay bản bổng, cho nên là nha, chúng ta biết thêm một cái câu nữa thì cũng rất là hay. Tiếp theo câu số 3, mời ô chữ. Còn mà tụi nó bay lạc quá. Toàn rồi ông giáo ạ. Toàn rồi ông giáo. Mua đi em. Bây giờ mình mua chỗ khác thì cho em mua đấy. Bây giờ mình sẽ đổi nha. Rồi mua em ạ. Vẫn là A1 đầu tiên nhỉ. A1, B3, B3, B6. Đây là những cái lô đất cũng ngon đó. Giá trị. Wow. Tiếp theo A5, bốn không biết có phải A6 thử thách rồi và B1, A5, A6, B1. Gợi ý, câu cây dao là sự đối phó với hoàn cảnh, thích nghi với điều kiện sống. Mở ô chữ. Cái gì đây? Cái gì vậy đó? Rồi bên này cũng cười. Đúng là câu này nó lạ thiệt. Cho nên là các em cần phải trao đổi mua bán thì may ra mình mới có nhiều cái dữ kiện mình đoán. Bên kia tiền của đang dồi dào sung túc, mua lại bên đây đi. Mua đi, bên em có những cái từ rất là đắt giá mà không nghĩ là bên kia sẽ biết được. Bên đây có những từ rất là đắt giá, rất là hay ho. Nhưng mà bây giờ vậy nè, bên kia đang giàu có, bên đây đang nghèo lắm, không đủ tiền mua của mình đâu. Phải mua thôi. Cho nên là bên em nên mua đi. Dạ, bên em mua trước đúng không? Ừ. Bên này tụi em có là A1, B3 và B6. Nếu mà mua á, nghĩa là mua A1 và B6. Đúng, mua 2 ô đi. Mua 2 ô luôn. Mua A1, B6 2 thì ô. Là bao nhiêu? Bao nhiêu? 30 triệu. Trời ơi. Thôi, trời bánh ơi. Em ơi 40. Mua 2 ô lần anh ơi. 2 ô á? Ừ, anh biết sao đấy. Chơi game cho người ta chơi nó chứ. 28 triệu. Trời ơi. Được, 28 triệu á. 28 triệu. Em ơi, phải hợp lý chứ em. Một không, câu giải thưởng có 20 triệu. Đúng rồi. Em có thể nhưng mà bên kia giàu quá rồi. Giàu chứ đâu có ai đi. Ủa, mình vậy đó, mình ra giá, mình ra giá vậy mình phải nghĩ được cái nước hậu không? Nước chút người ta bán là như thế nào, hiểu đúng không? Anh ơi, bọn em bây giờ không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ bọn em bán được bao nhiêu bán à? 2 ô 10 triệu là đẹp. Bán A1 10 triệu. Trời ơi, 1 ô mà 10 triệu. Mua luôn, mình giàu mà. Ok. Đúng rồi. Giàu với anh. Bán A1 10 triệu. Giàu lắm luôn. Chốt ha. Bán 10 triệu. Đóng bên đây, mở bên kia. Rồi, bán luôn, nhanh gọn quá nè. Đó, mình có chút vốn rồi đó. Đó, thứ vốn rồi, bây giờ mình sẽ đi lên từ thôi. Đôi bàn tay trắng. Đói. Mua thêm ô nữa. Mua thêm ô nữa đi, ô mua gì? Ô B3 nha. B3. Ây. Không, bên kia dụ. Thấy chưa? B3 thì có B3. Anh nói B3. Tại vì anh tin em. Anh nói B3 cái là bên kia, B3 kia là biết là cái từ này muốn bán đi, em hiểu không? Đâu, nhưng mà nó vẫn rất là đắt giá nha. Không phải, thật ra là có 2 ô. Nhưng mà cái ô B6 của em là ô quá quyền lực ấy. Cho nên bọn em chỉ có thể bán B3 thôi. Ô đó sẽ bán giá khác. Bây giờ anh sẽ không mua B3, anh sẽ giữ tiền luôn nếu em không bán. Thì em không bán luôn. Hay là bên kia muốn mua lại không? Mình chưa có tiền rồi đó. Có tiền rồi kìa, em mua đi. Bên này cũng có một ô rất là lạ lùng luôn đó. Bây giờ bọn em xin mua ô A6 với giá 1 triệu. Cái gì? A6 hả? Thì đằng nào anh chị cũng có rồi, nếu mà anh chị không bán thì thôi chứ sao giờ. Đằng nào cũng có rồi, không có A6 đúng không? A6 1 triệu. 11 triệu. Thế thôi, dừng thế thôi, không chơi. Em phải chờ đến lượt mở thứ hai. Đúng. Ok, rồi anh sẽ mở lượt thứ hai ngay đây. Bây giờ bên đây, mình mua trước nè. À đấy. Cho em chọn. Khoan. Không, bây giờ mình phải mở câu. Bên này em biết câu dưới hết rồi. A2, A2, A3, A3, A4, B2. A3, A4, B2. Sao vậy? Mình phải giữ cái từ này em hiểu không? B2. Rồi. Này cái này cũng khó này. B2 hả? Cái này. Hoặc là cái này này, cái này. Không. B4, B7, B8 đi. Nghe theo anh nghĩa chứ. B7, B8. B4, B7, B8. Okay. Mở ô chữ. Bên đây mình có muốn mua gì của bên kia không? Ui, tính là cái ô này là khó này. Đấy là mình mua cái ô B5 mới đúng chứ. Mình mua A. Em
Mình viết câu A1 là đói nè. Đói. Câu dưới quan trọng là câu cái câu dưới nè. Mua không? Mua của ta đi. A4 nha. A3 hả? Đói. Bên kia. Nào nào. Nam Phụng. Như nào ạ? Có bán không? Cái gì? Bán gì? Bán B6 không? Ừ, không. B6 không bán được. Không bán. Bây giờ em giữ. Giữ để cho mình kia không biết. Để B6 đợi lên giá ấy. Chứ bên đó cũng không biết đâu. À. Thì bây giờ bán cho em ô ấy đi, cho em ô A4 đi. Bây giờ mình trao đổi đi, mình trao đổi nha. Bán nha. Bán bằng giá. Bằng giá nha. Bằng giá nha. Mà thấy hơi lỗ nhỉ. Ừ, hơi lỗ đó, em thấy hơi kỳ. Cái nào? B6 với là cái gì? Không, thật ra cái B6 là cái rất khó đó. Em à, bây giờ em giữ nè, em làm gì? Em làm mắm mà hả? Bán lẻ đi anh ơi. Giờ trước tiên nè, bên đây muốn mua ô B6, 10 triệu, mua không? Mua. Mua. Đóng bên kia, mở bên đây, B6. Bây giờ bên kia muốn mua A4 đúng không? A4 thì anh ơi. 9 triệu. 9 triệu okay có mua không? 25 triệu thôi. 5 triệu đi anh. Mới nói 9 triệu, ok, xong rồi là 5 triệu. Anh Ti ơi, 4 triệu, à lộn, 5 triệu thôi được không ạ? À? Nào bây giờ mọi người cũng để tiền làm gì đâu mà. Anh ơi, anh giàu quá rồi anh. Anh tập trung lên nè. Ôi, lên bấm luôn rồi nha. Cho nên là bây giờ mua đi. Anh, em nói nghe nè. Bây giờ á, A4 5 triệu được không ạ? Mẹ nói 9 triệu ok rồi. Người ta chưa có ok. Anh nói 9 triệu. Mua bán rồi phải giữ chữ tín em ơi. Giữ chữ tín nha. Giữ đi anh. 9 triệu. 9 triệu đi, không sao đâu. 9 triệu. Ok, bán. Lắm tiền à, không có gì xin. Trời ơi, sao cái câu gì mà khó vậy ta? Đói. Gối. Mua gì thêm không? Tí tí. Có, em muốn mua. Mua gì? Em muốn mua B8. B8 bán không? B8. 10 triệu. 9 triệu. Đổi rồi. 9 triệu. Rồi 9 triệu. 9 triệu, anh đi nói 9 triệu kìa. Rồi 9 triệu. Mua nha. Dạ mua. Mua đi anh ơi. Dạ mua thành công. Rồi. Anh chuyện phải không? Ê nhưng mà khoan nha. Trời đúng khoan nha rồi kìa. Khoan cái gì mà. Khoan. Ra cái câu để cho tốn tiền nhiều quá luôn. Khoan. Bên kia chú ý nghe nha. Đúng không trời. Đói thì đầu gối phải bò. Cái chân phải chạy, cái giò phải đi. Chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Chết rồi. Tốn quá nhiều tiền cho câu này. Thiệt luôn, gấp quá à. Đây là đáp án. Sai. Chạy lên đi anh. Cơ hội đến. Cờ tới tay rồi. Tiền tới rồi. Cờ tới tay rồi. Mình này, sau khi đến lần thứ 3 thì mình mới phát hiện ra là lẽ ra chúng ta nên là những người đánh chuông sao. Em xin trả lời câu hỏi này, đấy là đói thì đầu gối phải bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi. Yeah. Chốt chưa? Dạ chốt. Phải à? Đây. Đây là đáp án. Chính xác. Yeah. Đói thì đầu gối phải bò, cái chân hay chạy, cái giò hay đi. 20 triệu cho đội Nam Phụng. Yeah. Wow, một cuộc mua bán trao đổi rất là căng thẳng, kịch tính. Không biết bây giờ cuối cùng nhà nào giàu hơn nhà nào đây. Tí nị, 22 triệu 500 ngàn đồng. Wow, nhiều thế. Mình mãi mới được tiền anh ạ. 22 triệu hả? 22 triệu rồi. Còn đội Nam Phụng, số tài sản còn lại của em bây giờ là 43 triệu. Không ngờ mình giàu như vậy luôn. Mình thắng hả? Trời ơi, sao mình giàu vậy? Ủa, thật là kỳ diệu mọi người ơi. Mua bán mình hơi bấm tay đấy. Anh ơi, sao? Mà chỉ anh hơi người tối. Ta đá lông nheo một cái là anh Ti ok. À tôi bớt à. Mình bớt hay ok, 6 triệu. Hỏi gì kỳ vậy? Cảm ơn anh. Anh nói đi. Nói được gì luôn hả? Nói đi. Em hết nói anh luôn. Anh Ti ơi, cảm ơn anh được nha. Luôn rồi. Thảo Phạm. Nói luôn rồi. Thảo Phạm. Em cũng rất là tự hào về đồng đội của em. À. Và chúng ta sẽ chia tay đội Ti này tại đây. Đội Nam Phục, các bạn sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Thích quá anh ơi. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của Sao Hai Chữ. Và vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng.
để coi chiến thuật lần này của các em là gì nha. Mời các em. Đấy, ba câu. Muốn mở ô nào? Chiến thuật mình vẫn sẽ mở mấy câu đầu tiên đi. Dạ. A1, B1. Mình được mở 7 cái, một cái lượng hả? Ừ. A1, A3. A3 nè, A6. Rồi. B8. B8. B4, B5. Ok. Là 7 đúng không? Rồi 7. 7 rồi, đúng rồi. Em ở dưới mình cũng mở giống vậy không anh? Mình mở giống vậy luôn ha. Ừ, mở giống mình vậy mở đi. Tất cả đều rồi, giống vậy luôn. Photocopy. Y cha. Pass. Hy vọng là mấy câu này dễ dễ. Hy vọng đi anh. Nhưng con cò vào đấy là khó em quá. Con cò vào đấy bay chỗ không? Kỳ lạ quá. Anh cũng sẽ đọc những gợi ý cho các em nha. Dạ. Chuẩn bị, mở ô chữ, bắt đầu. Câu cái dao về sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Câu này em biết. Em biết. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chốt không? Chốt. Dạ, chính xác. Câu 2, câu ca dao có nhắc đến món ăn dân dã gợi nhớ quê hương của những người con xa xứ. Anh đi, anh nhớ quê nhà, đúng không? Nhớ. Ôi cái này là bài, cái bài này là bài đồng chí à? Cái gì đồng chí ở đây? Nhanh lên. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Anh đi nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhớ ai dãi nắng dầm sương. Thôi được, đường hôm nào đó. Đọc lại. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Chốt không? Dạ chốt. Rồi. Chốt nhẹ quá vậy. Chính xác. Ủa, đúng rồi, bài này, câu này là câu bài đồng 3. Chí. Ủa phải không vậy? Câu ca dao nói về nỗi nhớ nhung quyến luyến của những cặp đôi đang yêu nhau. À hình như không phải bài đồng chí đó, bài gì ấy? Bài anh. Mình cái gì nhỉ? Cái gì ta chăng nè? Cái này là hàm này là hàm răng rồi. Hàm răng. Mình E5 kìa, ta chăng đúng không? Phải không? Hay là mình về mình có nhớ chăng à? Đúng nhỉ? Mình về mình. Về mình. Ủa có chữ có ở chính giữa kìa, mình về có gì này mà. Mình về có nhớ ta. Ta chăng? Nhớ anh. Nhớ anh hay nhớ ta ta? Còn nhớ ta, mình với ta. Mình ví dụ như là người mình em về chăng? Có mình về có mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Đáp lại nào. Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Chốt không? Chốt ạ. Nhớ hàm răng không? Ba giây rồi, chốt luôn ạ. Chính xác. Là ba câu hả? Một trăm triệu. Ủa đúng đó hả? Đúng, ba câu. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Trời. Trời ơi, 100 triệu đồng. Yes. Quá bất ngờ thưa quý vị khi mà hai bạn của đội Nam Phụng đã giành chiến thắng ở vòng đặc biệt luôn. Mặc dù trước đó ở hai vòng trên thì mình có rất là nhiều cái sự trao đảo trong chân. Ô sếp, em cảm nhận thế nào về chương trình hôm nay với của chúng ta? Thật ra em thấy chương trình của mình rất là bổ ích, tại vì là có những câu ca dao hay là tục ngữ mà những cái bản trước thì em biết rồi, nhưng mà có những cái dị bản mà nó rất là lạ, mà rất là thú vị, mà hôm nay thì mới có cơ hội để em biết được. À, cảm ơn em, còn Fanny? Em cũng thấy mình học được thêm nhiều cái á, mà mình phải về mình trau dồi kiến thức thêm, chứ nãy giờ có mấy câu mà em kiểu lần đầu em nghe á, cho nên là em cũng thấy hơi hoang mang. Cảm ơn các em, và đó là những cái điều mà chương trình mong muốn mang đến cho người chơi trong sao hai chữ. Và số tiền thưởng mà đội Nam Phụng có được là 143.500.000 đồng. Đến đây thì chương trình sau hai chữ cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và tuần sau lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7 thì chúng ta lại gặp nhau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.